nhất kỷ kiếm nổi ngài bố mùi bà hàng tám chủ đề là khách hàng tôi muốn phổ phát tâm tôn nhất của mình tôi có thiên vết y tôi học tiếng Việt nhẹ nâng lạc nhẹ là có cảm vì tôi không thể nhẹ thì tôi nói tiếng Việt phát âm của mình là không tôn nhật nhưng mà tôi nói tư vùng cao trên về để sử dụng Google dùng nói công cụ giọng nói nhưng mà máy tính biết từ vựng cá nhau tôi muốn nói về từ vựng cao tiếng Việt nên tôi có thể tốt cao tiếng Việt. Hôm nay chủ đề là phát âm tốt nhất. Nếu tôi nói tiếng Việt tốt nhất, nên tôi vùng dùng Google chính xác. Nếu tôi có phát âm khác nhau, vùng do Google là không chính xác. Tôi có thể nổi tiếng Việt vì tôi học tiếng Việt chính tám tôi đã sống ở Việt Nam 5 năm trong hoạt động ở Phú Quốc tôi đã chú ý tôi đã cấp nhiều dân phương phúc ở Việt Nam tôi muốn tôi có thể phổ phát âm tốt nhất tôi có thể né tôi có thể nói chất chất có thể chất có thể nói về phát âm tiếng Việt tiếng Việt tiếng Việt nước nổi tôi có thể nè nè tôi có thể cô phát âm tốt nhất hôm nay tôi đã nói về phát âm của tiếng Việt tôi sử dụng giọng giọng nói tôi sử dụng giọng nói
Nhất thì ngày mô 18 từ hôm nay là một ngày đại từ thách thách tôi muốn cuộc hàng cách âm thiên về tốt nhất có thể. Tôi đang học tiếng về nền phát âm của tôi của như quốc hải tôi nên là răng minh là bằng phu làm vui các phát âm tương như vậy tôi không nhàn nông và cố gắng sử dụng các phong cụ như cụ cụ để phô so về học chữ nhé tôi tài trang cả khu vực bàn chỗ nhàn chiến chính sách giọng nói của tôi giọng nói của tôi những ngày khiến tôi cảm tài hồ thất vọng. Tôi muốn nói về sự cuối trên cung trang những cặp cỏ can trong việc phát âm tự. Chủ đề hôm nay là cố gắng phát âm tốt nhất có thể. Tôi nhận tài giác thì tôi nói chấm lại chấm chấm trái và giả cho rằng tôi có thể nhân diện tôi còn chữ nhiên khi tôi nói nhân học dương các chữ khác nhau kết quả không chính xác tôi hiểu giống để giống dối tình dối dội tiếng tan như tôi giảng và kiên nhẫn hôm nay tôi chỉ muốn ra xe núng cầu cạn này vui ngồi ngồi và hy vọng rằng mình sẽ thách thức cải thiện trong sống lại sống